tiến sĩ Phạm Văn Tuấn đã bảo vệ tiến sĩ tại Đài Loan với nghiên cứu về mối quan hệ Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam. Anh là nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa Phật giáo, đồng thời đã nhiều năm sống trong các tử viện tại miền Bắc và phía Nam. Anh đồng thời còn sáng tác nghệ thuật thư pháp với nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Từ đời sống thường nhật đến nghiên cứu Phật giáo cũng ảnh hưởng nhiều đến các tác phẩm nghệ thuật của tiến sĩ Phạm Văn Tuấn.